nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo mà an trụ thánh đế khổ nhiếp thọ tất cả tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đại, mười biến xứ mà an trụ thánh đế khổ nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa pháp môn đà la ni mà an trụ thánh đế khổ nhiếp thọ tất cả pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biết giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mà an trụ thánh đế khổ, nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì mà an trụ thánh đế khổ nhiếp thọ tất cả năm loại mắt sáu phép thần thông mà an trụ thánh đế khổ nhiếp thọ tất cả mười lực phật bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng mà an trụ thánh đế khổ nhiếp thọ tất cả đại từ đại bi đại hỷ đại xả mà an trụ thánh đế khổ nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất tánh luôn luôn xả mà an trụ thánh đế khổ nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà an trụ thánh đế khổ, nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc mà an trụ thánh đế khổ, do nhân duyên đó mà không có hai tưởng này thiện hiện đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa vì muốn viên mãn thánh đế tập diệt đạo nên ngay trong thánh đế tập diệt đạo nhiếp thọ tất cả bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà an trụ thánh đế tập diệt đạo nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà an trụ thánh đế tập diệt đạo, nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà an trụ thánh đế tập diệt đạo, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện mà an trụ thánh đế tập diệt đạo, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo mà an trụ thánh đế tập diệt đạo, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát tám thắng sứ, chín định thứ đại, mười biến sứ, mà an trụ thánh đế tập diệt đạo, nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa pháp môn đà la ni, mà an trụ thánh đế tập diệt đạo nhiếp thọ tất cả pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh mà an trụ thánh đế tập diệt đạo nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ mà an trụ thánh đế tập diệt đạo